Rung răng rung rẻ, dắt trẻ đi chơi. Chắc hẳn ai hồi còn nhỏ cũng đã từng nghêu nga những câu hát này, nhưng ít ai biết rằng bài hát đã quen thuộc trong tuổi thơ của mỗi người lại mang theo cả một câu chuyện sau lưng. Thuở xưa đất nước ta còn nghèo khó, nhà lại đông con nên đa số các gia đình đều để mặc cho lũ trẻ tự do chơi hoặc làm những việc đồng áng phụ giúp gia đình từ rất nhỏ. Trong một gia đình nọ có hai người con trai và một người con gái út, nhà nghèo nên những đứa trẻ phải vất vả từ bé, chăn trâu cắt cỏ, dậy sớm đi mò cua bắt ốc hay soi ếch ban đêm. Cho đến một ngày người con gái nói với mẹ rằng con thấy có một bóng đen hay đi theo hai anh trông ghê lắm nhưng người mẹ cũng gạt phắt đi. Mấy ngày sau thì gia đình nhận được tin dữ là người con trai thứ hai trong gia đình bị đuối nước chết, một cái chết vô cùng kỳ lạ. Cái lạch nước rất nông chỉ đến bụng đứa trẻ là cùng nhưng lúc phát hiện ra lại thấy nằm úp và sặc nước mất. Dù rất thương con nhưng cuộc sống cũng phải tiếp diễn, hai đứa trẻ còn lại trong gia đình phải vất vả hơn trước vì đã mất đi một người. Đám tang chưa đi qua được bao lâu, bỗng một ngày đứa con út lại chạy về hớt hải bảo với mẹ nó, mẹ ơi ra đồng mà xem anh cả bị ngất rồi. Lúc nãy con đang chơi thì thấy một đám người áo đen lôi anh đi, con vừa chạy theo vừa gọi thì họ biến mất còn anh gục xuống con gọi mãi không dậy. Lúc người mẹ ra đến nơi thì thấy con bà đang nằm gục ở dưới đồng, bà gọi mãi mà không tỉnh. Mang cậu bé về nhà người mẹ cho người gọi thầy thuốc đến cứu nhưng cũng không được. Đến đêm bà nằm mơ thấy hai người cậu và mợ của mình vốn đã mất từ lâu tay ôm theo một đứa trẻ chính là con bà mà dặn. Nó đi đêm nhiều, gặp một đội âm binh hợp vía bị bọn chúng bắt đi diện thánh trên trời mà theo hầu. Chúng ta phải chặn ở cổng trời mới cướp lại được về. 10 ngày sau cho dù có nghe thấy tiếng gì thì cũng không được mở cửa nghe chưa. Ngày hôm sau thì người con trai của bà tỉnh dậy. Trong đêm của 10 ngày sau khi gia đình đang ngủ bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, người mẹ bỗng nghe thấy tiếng của người con trai thứ hai của bà gọi mở cửa. Người mẹ cũng mơ màng định mở ra thì sực nhớ lời dặn khi trước và con trai của bà đã mất rồi nên thôi. Tiếng gõ cửa bỗng nhiên thành tiếng đập cửa dữ dội, tiếng con trai bà dần dần trở lên dữ tợn mở cửa cho tao. Cứ như vậy cho đến gần sáng, bên ngoài tiếng đập cửa xen lẫn tiếng chó sủa, dê kêu, tiếng cốc nghiến răng và binh khí va chạm cả đêm mới dần yên lặng. Sáng ra ngoài thì thấy cảnh hoang tàn khắp nơi ngoài ngôi nhà, đất đai bị xới tung lên, con chó, đàn dê mà người anh cả hay chăn cũng đã chết ở bên ngoài. Mãi sau mới biết được do ngày thường người anh cả hay chăm chúng nên chúng đứng ra bảo vệ khi đoàn âm binh đến bắt người. Câu cuối ngồi sập xuống đây cũng để chỉ hành động ba mẹ con ôm nhau sợ hãi co ro xuống dưới đất tạo nên hoàn chỉnh bài ca dao này.